Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2024, ngày đầu tiên của năm mới, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc quý khán giả luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Như thường lệ, mở đầu chương trình thời sự tối, chúng tôi xin điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương khẳng định khát vọng vươn lên xứng tầm là thủ phủ Tây Đô, là trung tâm của vùng đất chính rồng, đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các điểm du lịch của thành phố Cần Thơ đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong ngày đầu năm mới. Cao tốc đường bộ Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thi công xuyên Tết Dương lịch để hoàn thành đạt và vượt tiến độ các hạng mục của dự án. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Cần Thơ, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1 tháng 1 năm 2004 - 1 tháng 1 năm 2024 được long trọng tổ chức. Đến dự và phát biểu tại sự kiện này có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Cùng dự còn có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành, các cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành trong nước, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. Kỷ niệm 20 năm thành lập và trực thuộc Trung ương là sự kiện chính trị quan trọng của thành phố Cần Thơ, là dấu mốc quan trọng khẳng định khát vọng vươn lên, xứng tầm là thủ phủ Tây Đô, là trung tâm của vùng đất chính rồng, đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng và liên vận quốc tế là địa bàn trọng điểm, giữ vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ không ngừng học tập. Thưa quý vị, mở đầu buổi lễ là màn diễu hành nghệ thuật với khoảng 2.000 người tham gia thuộc 20 khối gồm lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân các địa phương. Qua đó thể hiện khí thế mạnh mẽ của thành phố Cần Thơ không ngừng vươn lên phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Là một người dân Cần Thơ thì em cảm thấy rất là tự hào, kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Mọi người đều rất là hào hứng và vui tươi để đến để tham dự ngày hội lớn của thành phố Cần Thơ. Qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Cần Thơ đã tạo được những dấu ấn tốt, vị thế, tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đến năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 118.000 tỷ đồng, tăng gấp hơn 10 lần so với năm 2004. Tổng sản phẩm bình quân đầu người gấp 9,2 lần so với thời điểm thành lập. Cùng với đó, thành phố quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà các nghị quyết của Trung ương đã đề ra và hiện thực hóa quy hoạch của thành phố Cần Thơ vừa được phê duyệt, toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ hết sức nỗ lực, nâng cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, quyết tâm huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn lực đầu tư của nhà nước, của xã hội, của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ thương mại, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Trọng tâm là nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 98 của Chính phủ, nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, góp phần tạo nên sự đột phá trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng trao huân chương lao động hạng nhất tặng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ. Để xây dựng thành phố phát triển hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thành phố cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thành phố Cần Thơ trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và của đất nước. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ tái tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo ra năng lực sản xuất mới, giá trị hàng hóa dịch vụ gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế,
thực sự trở thành trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học, công nghệ, văn hóa thể thao, là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần kết nối nước ta với các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, tiếp tục cải cách hành chính, có cơ chế chính sách phù hợp, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển thành phố, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, tạo nguồn nhân lực cao cho thành phố và cả vùng. Quan tâm nhiều hơn việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cao đẹp của các dân tộc, xây dựng đời sống mới, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công với nước, các đối tượng yếu thế trong xã hội, nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân, phấn đấu không còn hộ nghèo. Chủ tịch nước cũng lưu ý thành phố Cần Thơ cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giáo dục, thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của mọi người dân và cộng đồng về bảo vệ cuộc sống trước nguy cơ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu không chỉ là tiêu cực mà còn là cơ hội để chúng ta cơ cấu lại các ngành kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và có sức chống chịu tốt hơn. Phát huy truyền thống của thành phố anh hùng cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 20 năm thành lập, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, không ngừng phấn đấu để xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, xứng đáng là trung tâm động lực, là đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, để mọi người luôn nhớ Cần Thơ gạo trắng, nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, quyết tâm, chung sức, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đưa thành phố Cần Thơ vươn lên từng bước, xứng tầm là trung tâm, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân thành phố, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong thời gian tới. Ngay sau nghi lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hương sắc Tây Đô. Khép lại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương là những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón năm mới 2024 với khí thế tự hào, niềm tin về sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cần Thơ, một Tây Đô trung tâm của vùng đất chín rồng trong giai đoạn mới. Và hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và đón chào năm mới 2024. Sáng nay, thành phố Cần Thơ tổ chức diễu hành xe qua trên các tuyến đường chính của thành phố và các quận huyện. Đoàn xe qua gồm 17 chiếc của các khối ngành, đoàn thể và 9 xe qua của các quận huyện. Các xe qua được thiết kế với đèn trang trí đẹp nhiều màu sắc với cờ qua nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ngày lễ kỷ niệm. Qua đó, cổ vũ mọi người mọi nhà hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích, đóng góp xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển và phồn thịnh. Theo lộ trình, trong sáng nay, đoàn xe qua diễu hành từ các trục đường chính trong nội ô thành phố đến các đường tỉnh kết nối quận huyện. Thưa quý vị, sau 20 năm hình thành và phát triển, với các chủ trương quyết sách của Trung ương của thành phố, Cần Thơ đã phấn đấu trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong. Để ghi nhận những thành tựu của thành phố Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã thực hiện bộ phim tài liệu Thành tựu 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Bộ phim tài liệu với 6 tập, mỗi tập 30 phút, ghi lại những tầm nhìn chiến lược về một thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đó là những nghị quyết của Bộ Chính trị của Quốc hội và sự thống nhất trong tư tưởng và nhận thức của cả hệ thống chính trị. Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp là sức mạnh tổng hợp, mở đường cho việc đưa ra những khâu đột phá, những chương trình trọng điểm, những giải pháp mới để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ phim sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ 5 phút bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, 20 năm thành lập và trực thuộc Trung ương, thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, đã góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố trẻ. Những đổi thay vươn lên của thành phố Cần Thơ đã làm cho các tầng lớp nhân dân rất phấn khởi tự hào, đồng thời cũng gửi gắm niềm tin kỳ vọng về sự phát triển của Cần Thơ trong giai đoạn tới. Chúng ta phát huy được cái tiềm năng của mình, cái lợi thế của mình, như chính phủ, rồi nhà nước, đảng đã giao cho chúng ta là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế thì bản thân mình làm gì? Là phải có trách nhiệm xây dựng địa phương vững mạnh và toàn diện. Thế thì phải dưới sự lãnh đạo của đảng, dưới sự lãnh đạo của đảng các cấp, mà trách nhiệm của chúng ta để vun đắp thôi, và chúng ta thực hiện rất tốt cái điểm gì mà chúng ta cần làm. Ví dụ như hạ tầng cơ sở chúng ta hiện đã tốt rồi, thì an ninh chính trị chúng ta phải giữ vững. Làm được cái vấn đề mà để thích ứng cái biến đổi khí hậu, và đặc biệt là cái trọng tâm của cái phường Tân An, trong đó nước ngập sâu. Coi như là hiện tại bây giờ là cái đường xá là làm nó cũng tương đối ổn hết rồi. Đường xá cảnh quan môi trường lúc giờ thay đổi nó rất là sáng xanh sạch đẹp. Coi như so với trước đây 20 năm là nó thay đổi rất là nhiều. Tất cả các hẻm đều năng lượng, đều năng hết. Bây giờ mưa ở ngoài đường ngập chứ trong hẻm tụi tôi rất là thông thoáng, không bị ngập nữa. Đó cũng nhờ sự quan tâm trên, có tướng chỉ đạo để làm cho người dân chúng tôi rất là phấn khởi, mừng và cho đặt cái niềm tin rất cao vào đảng chính quyền. Thành phố Cần Thơ đã đổi được mới tất vô cùng là nhiều. Nhất là vấn đề giao thông, đường bộ, hàng không cũng như là cảng. Thấy là cái đường xá có sự thay đổi là càng ngày mở rộng hơn, cũng như là trường học được xây dựng nhiều hơn. So với trước đây khi mà tôi mới về trường cách đây khoảng 18 năm, thì đến hiện tại bộ môn cũng có nhiều thay đổi so với trước đây về mặt trang thiết bị, và cái đặc biệt quan trọng đó chính là cái quá trình đào tạo của trường đã tạo ra một cái thế hệ sinh viên phía sau rất là năng động, sáng tạo. Kỳ vọng rằng đối với cái ban lãnh đạo ở thành phố Cần Thơ thực hiện tốt cái nghị quyết 45 của Quốc hội về cái cơ chế đặc thù để làm sao cho thành phố của chúng ta ngày càng phát triển vượt bậc hơn nữa. Là một sinh viên y thì em mong muốn Cần Thơ sẽ phát triển hơn nữa, sẽ có những cái phương pháp học tập để cho sinh viên học tập được tốt nhất, và bệnh viện, các cơ sở vật chất, các trang thiết bị sẽ được cải tiến, nâng cấp hơn nữa để sinh viên có thể học tốt. Thời nào cũng vậy, thanh niên là gương cột của nước nhà. Tôi cũng kỳ vọng là làm sao tạo điều kiện cho cái tuổi trẻ học giỏi, đoàn kết, học tốt, đoàn kết tốt, công tác tốt, tiết kiệm tốt để góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ của chúng ta giàu mạnh. Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với các thông tin về hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hôm nay tại khu vực chợ nổi Cái Răng và các điểm vườn du lịch sinh thái tại các địa phương của thành phố Cần Thơ đã đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Du khách đến tham quan, ngoài người dân thành phố, còn lại đa số là du khách từ các tỉnh thành trong cả nước. Để phục vụ cho việc tham quan của du khách trong dịp Tết dương lịch, các đơn vị du lịch sinh thái đều có sự đầu tư từ trước để giới thiệu thêm các điểm du lịch mới lạ, hấp dẫn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng cháy chữa cháy luôn được các đơn vị này quan tâm. Tết dương lịch này thì cũng gắn liền với cái dịp mà Mỹ Khánh đón nhận cái chứng nhận ô cốp 4 sao đầu tiên của ngành du lịch của đồng bằng sông Cửu Long. Nên ra là riêng về ban tổ chức du lịch Mỹ Khánh thì chuẩn bị rất là chặt chẽ về mặt nhân sự, về mặt các quầy hàng để phục vụ cho khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chuyên sâu hơn để cho khách hàng khi mà đến du lịch Mỹ Khánh thì họ được trải nghiệm những cái sản phẩm ở làng nghề bốn dân tộc. Chúng tôi rất là sát sao về cái vấn đề mà để đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm nè, rồi an toàn về an ninh trật tự khi mà khách đến vui chơi tại làng du lịch Mỹ Khánh. Cũng trong ngày hôm nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững. Thành phố không xảy ra cháy nổ và tai nạn giao thông. Như vậy, trong 3 ngày nghỉ dịp Tết dương lịch, chỉ xảy ra các trường hợp va quẹt giao thông, hậu quả không đáng kể. Trong năm 2023, du lịch Cần Thơ đã đón gần 6 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 5.420 tỷ đồng. Dự kiến trong năm mới 2024 sẽ tiếp tục đón lượng khách cao hơn năm cũ với trên 6 triệu lượt khách.
thành phố Cần Thơ hiện có 636 cơ sở lưu trú với tổng số 10.500 phòng lưu trú, 74 doanh nghiệp lữ hành, 34 khu điểm giường tham quan du lịch và 140 sản phẩm ô cốp của 71 chủ thể là hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã. Theo kế hoạch năm 2024, ngành du lịch Cần Thơ phấn đấu đạt 6.100.000 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách du lịch lưu trú đạt 3.100.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.000 tỷ. Cùng với đó, Cần Thơ sẽ tổ chức và tham gia xúc tiến quảng bá du lịch trong nước tại Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh và ngoài nước gồm thị trường Trung Quốc, Campuchia, Úc. Với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt tiến độ các hạng mục của dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 này, công nhân thuộc các gói thầu của dự án vẫn bám công trường thi công liên tục trong 3 ngày nghỉ Tết. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại gói thầu số 12 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, giai đoạn 1, dự án thành phần 2, đoạn thuộc huyện Cờ Đỏ. Mặc dù là thời gian nghỉ Tết Dương lịch, nhưng trên công trường, công nhân vẫn bám trụ thực hiện những hạng mục đang triển khai. Do tình hình chung đang chờ đợi nguồn cát từ các mỏ cát ở tỉnh An Giang, nên việc triển khai thi công các hạng mục của công trình được tập trung vào việc xây dựng các mố cầu. Đây là gói thầu do liên doanh các đơn vị như công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp xây dựng Dạng Cường, công ty cổ phần Hải Đăng và công ty cổ phần xây dựng công trình 624 thi công, 10,7 km đường và 7 cầu. Hiện các buổi thi công đã được triển khai đồng loạt. Đầu năm 2024 thì nhà thầu công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường sẽ tập trung hoàn thiện xong toàn bộ các đường công vụ của cầu Kênh Đứng, cầu Thốt Nốt và cầu Bốn Tổng. Và dự kiến đối với cầu Kênh Đứng thì đến tháng 8 2024 thì sẽ hoàn thành toàn bộ xong hệ thống cọc khoan nhồi của cầu Kênh Đứng và sẽ đẩy một mũi thi công sang cầu Thốt Nốt. Đội ngũ nhân lực, kỹ sư cùng với nguồn vật liệu của bọn em tự chủ nên là việc đẩy nhanh tiến độ của bọn em là được đảm bảo. Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng có tổng chiều dài hơn 188 km. Điểm đầu dự án kết nối với quốc lộ 91 tỉnh An Giang, điểm cuối giao với quốc lộ Nam Sông Hậu kết nối đường dẫn cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, có tổng vốn đầu tư trên 44.000 tỷ đồng, được xây dựng theo quy cách công trình giao thông cấp 1, tốc độ thiết kế 100 km/h, tốc độ khai thác 80 km/h. Riêng đối với thành phố Cần Thơ, dự án này giá trị đầu tư trên 9.800 tỷ đồng, được thực hiện từ ngân sách địa phương và trung ương, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2022-2027 với tổng chiều dài trên 37 km và 30 cầu giao thông, trong đó 25 cầu trên đường cao tốc, 1 cầu tại nút giao lộ tẻ rạch sỏi và 4 cầu trên đường dẫn tại nút giao cao tốc. Dự án này đi qua huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và huyện Thới Lai, có điểm đầu thuộc xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh và điểm cuối tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai với trên 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng. Thuận lợi cơ bản đối với các gói thầu này là mặt bằng được bàn giao 100%, nhất là đoạn thuộc huyện Cờ Đỏ, Thới Lai. Với quyết tâm đạt vượt tiến độ đề ra, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố cũng thường xuyên đôn đốc nhà thầu, động viên chia sẻ tháo gỡ khó khăn kịp thời. Do đa số công nhân và cán bộ kỹ thuật là người từ các tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung, nên trong dịp Tết Dương lịch này, tất cả đều thống nhất cùng nhau đón Tết Dương lịch tại công trình. Chúng ta bị chậm cái tiến độ cát. Do đó là chúng ta phải đẩy nhanh về cái công tác, thay vì là tiến độ mình sẽ làm một tuần 6 ngày. Bây giờ chúng ta sẽ làm một tuần 7 ngày, thậm chí cả làm cả ban đêm. Để mục đích là gì? Ta kéo được cái tiến độ nền cát. Khi mà cái nền cát chúng ta cơ bản thì những cái công việc nó nằm trên, có một nền đường sẵn rồi. Do đó là nhà thầu sẽ chủ động được cái về, thứ nhất là về thiết bị, thứ hai là về thời gian, về thứ ba là về con người. Có nghĩa là chúng ta có thể tăng ca, tăng kíp để mà đẩy nhanh được tiến độ. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ cấp thiết của dự án cao tốc thì chúng tôi ban điều hành dự án đã động viên kề vai sát cánh với anh em trên công trường để các anh em là thi công xuyên Tết Dương lịch để đảm bảo các hạng mục mà đang triển khai thi công trên công trường được thực hiện hoàn thành. Thì do là thời gian Tết âm lịch cũng cận kề cho nên là chúng tôi cũng cố gắng và các anh em cũng rất là đồng lòng để thực hiện các cái công việc tốt trên công trường. Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng khi hoàn thành sẽ mở ra hướng phát triển mới cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng thời là điều kiện để phát triển giao thương, kết nối thành phố Cần Thơ với cả nước. Tập trung thi công, đón Tết tại công trường là quyết tâm lớn của chủ đầu tư và đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ dự án đúng theo chỉ đạo của chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, trên tinh thần phát huy những nền tảng và kết quả đạt được, những năm qua huyện Phong Điền không ngừng đầu tư nâng chất, xây dựng các tiêu chí để hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Để đạt được mục tiêu trên, từng địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung dồn sức cũng như huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Và mới đây, huyện đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đây là lễ công bố xã Mỹ Khánh và Trường Long của huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, được tổ chức ngày 28 tháng 12 năm 2023 vừa qua. Vậy là sau thời gian quyết tâm, nỗ lực, huyện Phong Điền đã có 2 trên 6 đơn vị hành chính cấp xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Mỹ Khánh đạt trên 77 triệu đồng, xã Trường Long cũng gần 77 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, kinh tế phát triển, kéo theo đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Trong 8 cái lĩnh vực nổi trội theo quyết định là 341, thì đối với xã Mỹ Khánh đó là chọn cái lĩnh vực là giao thông gắn với cảnh quan môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Đây là một trong những cái lĩnh vực nổi trội của xã Mỹ Khánh và cái lợi thế trong thời gian qua. Tập trung cho lĩnh vực để làm sao tạo cái cảnh quan môi trường, cái sản xuất phát triển để tăng cái thu nhập của bà con, cũng như công tác xóa đói giảm nghèo, giảm cái hộ nghèo không còn ở xã Trường Long, tăng cái hộ khá giàu. Huyện Phong Điền có diện tích tự nhiên trên 12.500 ha. Huyện có 6 xã và 1 thị trấn. Đến nay, tất cả 6 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2015, địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Từ đó đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện không ngừng quan tâm, dùng sức đầu tư xây dựng các tiêu chí để huyện đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Năm 2024 này á, thì chỉ tiêu đặt ra là phải là đạt một cái xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu thêm một xã nữa là để mà xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Phong Điền, để dần dần các xã của huyện Phong Điền á, thì coi như là đạt nông thôn mới kiểu mẫu hết và tiến tới là xây dựng cái huyện phấn đấu năm 2024 này đạt cái huyện nông thôn mới nâng cao. Là huyện sinh thái với thế mạnh là kinh tế vườn và du lịch, lại cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 13 km. Phong Điền có đủ điều kiện, lợi thế và cả tiềm năng để bứt phá đi lên. Trong đó, mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu sẽ giúp địa phương từng bước hoàn thiện về kết cấu hạ tầng, đưa cuộc sống của người dân lên một tầm cao mới. Cùng với việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới để tạo bộ mặt đẹp cho vùng nông thôn, thì việc đầu tư xây dựng nhiều cây cầu vượt sông Cần Thơ sẽ tạo ra sự kết nối liên thông giữa khu vực hai bên sông. Các dự án không chỉ thúc đẩy quá trình phát triển của vùng đất Tây Đô mà còn là điểm nhấn về kiến trúc văn hóa cho đô thị miền sông nước. Những công trình cầu vừa được hoàn thành cuối năm 2023 gồm cầu Trần Hoàng Na, cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ đã đem lại niềm vui và phấn khởi cho người dân cùng trung tâm thành phố lẫn vùng ngoại thành. Cần Thơ với hệ thống sông kênh rạch dày đặc, từ đó hình thành lên một thành phố đặc thù, kết tụ nhiều vùng thành chuỗi phát triển năng động. Do đó, những chiếc cầu nối đôi bờ có ý nghĩa hết sức đặc biệt, giúp phát huy hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.